Bà Obama nói chức tổng thống Hoa Kỳ có thể cũng là một công việc của người da đen. Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã chỉ trích ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vào thứ ba, 20 tháng 8 tại đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ. Chỉ trích nhân cách của ông và những lời chỉ trích phân biệt chủng tộc nhắm vào bà và chồng bà, ông Barack Obama. Bà cho biết quan điểm hạn hẹp và giới hạn của ông về thế giới khiến ông cảm thấy bị đe dọa bởi sự tồn tại của hai người da đen chăm chỉ, có trình độ học vấn cao và thành đạt. Bà cũng chế giễu ông Trump vì ông nhắc đến việc làm của người da đen trong chiến dịch tranh cử, thứ mà ông cho rằng đang bị những người di cư vào Hoa Kỳ tước đi khỏi người Mỹ da đen. Ai sẽ nói với ông ấy rằng công việc ông ấy đang tìm kiếm có thể là một trong những công việc của người da đen? Bà Obama hỏi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đám đông. Cựu đệ nhất phu nhân phát biểu ủng hộ ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris, người đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ cho chức Tổng thống tại đại hội. Và nếu được bầu, bà sẽ là người da đen và người Nam Á đầu tiên trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Obama cũng đưa ra sự tương phản với ứng cử viên Đảng Cộng hòa và hầu hết người Mỹ không lớn lên trong giàu có như ông Trump, người có cha là một nhà đầu tư bất động sản. Bà nói chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ tài chính cho nhiều thế hệ. Nếu chúng ta phá sản một doanh nghiệp, nếu chúng ta phá sản một doanh nghiệp hoặc bị nghẹt thở trong một cuộc khủng hoảng, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Nếu mọi thứ không diễn ra theo ý mình, chúng ta không có sự xa xỉ để than vãn hoặc lừa dối người khác để tiến xa hơn. Đó là phát biểu của bà Michelle Obama. Bà là gốc người da đen, bà là phu nhân, là vợ của cựu tổng thống Barack Obama, mà ông Obama cũng là người da đen, nên ông cũng phải phát biểu để bảo vệ người da đen.